trong thế giới tiền cá Tiun thì có anti fan và fan. Anti fan rất ít, giống như hai con chó đằng kia. Và đây, fan trung thành là trẻ em. Trẻ em luôn là fan trung thành của Tiun. Anti fan cũng là trẻ em thôi, nhưng mà ít. Ê, anti fan nữa nè. Nghe cái giọng sổ là biết anti fan rồi. Fan cồn. Đây là fan cồn. Fan cồn là thích tiếp cận. Một lượng fan chân chính thì đang bị nhốt. Bởi vì sao? Tôi chặn bình luận YouTube. Bây giờ tôi sẽ mở bình luận YouTube cho cái lượng fan này nó tăng cao lên lại, để cho mấy đứa anti fan nó phải thức tỉnh. Tôi tắt bình luận 3 năm là để coi các tổ chức bảo vệ động vật sẽ làm gì cho tôi. Các học trò tiên cá của tôi sẽ làm cái gì? Đây, anti fan. Anti fan cứ vậy thôi chứ làm gì được Tiun. Tiun mà càng tiếp cận anti fan nè. Đây. Anti fan giống như chó vậy đó. Thấy Tiun càng tiếp cận là càng thụt lùi. Bởi vì sao? Tiun quá đỉnh. Tiun là người nổi tiếng của thế giới thật sự, chứ không phải như kiểu mấy bạn YouTuber. Tôi làm việc với các tổ chức, các doanh nhân, các thương hiệu đẳng cấp. Thấy chưa, anti fan đâu thế. Tôi sống trong tình yêu thương của anh chị em. Trong mọi tầng lớp, người nghèo tôi cũng chơi, người giàu tôi cũng chơi. Phóng sanh từ thiện, bố thí kiểu gì cũng chơi các kiểu. Cái anti fan có một vài đứa nhưng mà nó rất là ghê nha. Đó, thấy chưa? Anti fan chỉ có một vài đứa thôi. Nhưng mà nó thích mấy bình luận xàm lên kênh tôi. Mấy năm trước là tôi cố tình, khi tôi còn dạy bơi, thì tôi còn để cho tụi nó bình luận. Bây giờ tôi cũng để cho anti fan bình luận, nhưng mà không nói được câu nào trên kênh của tôi. Bởi vì muốn nói thì tôi phải duyệt cái bình luận đó. Tôi cho nó hiện lên thì nó mới hiện. Nên tôi tự tạo ra dư luận. Tôi khống chế dư luận. Hay là tôi cho phép các bạn đều là do tôi quyết định. Đều là để đánh giá các học trò của tôi thôi. Đây, người làm chủ truyền thông công nghệ thông tin, thiết kế website phần mềm, hacker mũ trắng, cái gì cũng chơi được. Anti fan làm gì được Tiun, đúng không con? Fan cuồng, fan cuồng nè. Các bạn ơi, lại đây với Tiun nào. Hôm nay tôi tổ chức bơi ở đây nè, bơi tiên cá. Các bạn đến đây giao lưu, tặng quà nha. Tặng quà là những cục xương, những cục thịt. Các bạn muốn cái gì? Trời ơi, một người có nhiều sức khỏe và trí tuệ làm sao có thể để những điều tiêu cực xảy ra nữa chứ. Khi ngày phán xét đã qua, tôi đã xong việc với quỷ thần rồi. Covid-19 sẽ qua thôi. Thời của họ rồi cũng sẽ qua, thời tôi lại đến. Chuẩn bị thả phân cồn nha. Mở bình luận ha. Và đây là mục tiêu của Tiun. Hướng đến các fan trên thế giới. Đây, giống như mấy bạn vịt Hà Lan đằng kia đi. Mấy bạn vịt Hà Lan. Đấy. Fan ở Hà Lan đâu. Mấy bạn ngỗng này. Bạn chim đây. Đây là các fan trên thế giới cũng đang bị nhốt lại. Làm sao để các fan trên thế giới tiếp cận Tiun? Đó, làm sao đây, các fan trên thế giới.
thì lại là một điều quá dễ dàng với tôi. Các bạn YouTuber Việt Nam không thể tiếp cận được fan thế giới, nhưng tôi Ôn thì có thể, bởi vì anh là chàng tiên cá quốc tế. Đây, những trò tôi Ôn các bạn làm không được. What? Con chim bồ câu. Bồ câu trên tay nhiều quá. Fan nhiều quá. Fan nhiều quá, những fan này chưa thể tiếp cận được. Nó quăng cục xịt lên lên lưng vô nè. Chim bồ câu hả? Làm tất cả mọi điều không phải để vì khẳng định bản thân, vì sự nổi tiếng của mình. Nổi tiếng với tôi chả là nghĩa lý gì. Bao nhiêu năm làm trong câu lạc bộ Lan Anh, chứng kiến biết bao nhiêu nghệ sĩ từ bình thường cho đến nổi tiếng, tất cả họ đều có chung với Tê Uông một tấm ảnh chụp kỷ niệm. Nhưng tấm ảnh đó, những đoạn thước phim đó là cách mà tôi giúp họ càng nổi tiếng hơn. Để rồi mọi người sẽ có thể lắng nghe Amitabha, Amitabha. Nói thật thì những con thú thì nó chả bao giờ được lắng nghe những cái điều Amitabha như vậy. Những con này nuôi ở đây không có ăn thịt. Đầu tiên là nó cứ đẻ ra rồi nuôi, thế là cứ cho nó ăn. Con gà này hồi xưa, mới mấy tháng trước, nó bị bệnh sắp chết. Có quay clip tôi cho nó uống thuốc đó các bạn nhớ không? Giờ nó lại sống bình thường. Fan thế giới nhiều quá, làm sao tiếp cận được lượng fan này đây? Tất nhiên tôi phải đi nhiều hơn, làm những việc ý nghĩa hơn. Còn fan cuồng thì cứ luôn ủng hộ tôi luôn, là tôi sẽ rất là thành công. Nhưng mà fan cuồng đừng cuồng quá, tôi cũng mệt lắm. Bắt tay ha. Đâu fan cuồng nào, thông minh đâu, giơ tay lên bắt tay coi. Đấy, fan cuồng là phải như vậy. Thông fan cuồng là rất là sáng suốt, bởi vì biết chọn lựa tiên cá để thần tượng. Còn những fan cuồng khác là lựa chọn mấy người chơi game, khoe của, nói chuyện tục tiểu hay là tà dâm. Những cái đó đều dẫn mình đến vô minh, vào những con đường hiểm ác.